Ok, hô lên em. Hôm nay thì lại tiếp tục một con game cũng mang tính chất là vừa cũ vừa mới luôn. Thì nếu như anh em xem cái kênh video của tôi hồi trước giờ sẽ biết ra con game này. Tôi đã từng chơi rất nhiều lần rồi. Tất nhiên nó là ở phần 1 thôi. Đây, con game có tên là For The King. Game cũng là 4GB hết ta. Đây, hiệu là ok. Đây, phần 1 tôi chơi cũng gần 30 giờ đó. Ở cả hai tài khoản luôn. Tài khoản cũ của tôi thì tôi chơi cũng là mười mấy giờ nữa, nên tính ra tổng cộng gần 40 giờ chơi đó. Thì sau một thời gian dài, rất là dài phát triển, thì Dev đã cho ra các phiên bản phần 2 của game này. Phần 2 thì lúc trước tôi cũng có chơi một lần đó. Đây, YouTube. Chúng ta lên trang template, coi cái giả lờ thử rồi. Đây là cái phần 2 tiếp nối từ cái phần 1. Trọng về cái mặt mà đồ họa thì nó cũng na ná như cái phần 1 thôi. Đồ họa nó vẫn là phong cách low poly với góc cạnh khá là nhiều. Cái này là cái phần 1 thôi, coi nhầm rồi. Chúng ta qua cái phần 2, nó sẽ nằm ở ngay đây luôn. Đây. Ủa không phải gói này, gói này nè. Gói này có DLC thôi, họ không có ra cái gói mà co-op cả hai game đó. Thường nếu như phần 1, phần 2 ra họ sẽ co-op hai game đó. Đây. Thì anh em nãy giờ coi cái đoạn Zalo phần 1 á, bây giờ coi thử phần 2 so sánh với nhau rồi nó khác nhiều không? Once fought to bring Đồ peace họa to the thì thấy cũng realm nâng lên of được một ít rồi đó. Faru and avenge a murdered king. But now, a new peril threatens its people. The once peaceful and benevolent queen has turned against her subjects, casting Faru into darkness and despair. Còn chúng ta chiến đấu được quân 4 tướng à. And the fight for Đây, phần này đồ họa nó thì đỡ gai góc hơn tí. Nói chung là có nét bo nó mềm mượt hơn đó. Cả thậm chí môi trường kiến trúc cây cỏ đồ cũng nhìn dễ hơn đó. Trong phần này có một cái mới thay đổi rất nhiều đó, đó là cái ô vị trí. Đó. Thay vì lúc trước thì chỉ có 3 nhân vật đứng ở 3 vị trí thôi. Bây giờ số lượng quân địch nó đã tăng lên rất nhiều. Và được kinh. Lúc trước là mình có hình như được có 3 người phải không ta? Game thì lúc trước mới xịt á, bây giờ nó lên là hầu hết là tích cực rồi. Ban đầu mà game ra mắt á, thì lỗi bớt nó còn rất là nhiều luôn. Thì lúc đó tôi cũng chưa có chơi vội. Thì sau một thời gian á, thì Dev cũng đã khắc phục được khá nhiều. Ngoài ra cái nữa thì lỗi về một phần số với phần giao diện. Nhất là cái phần mà tuân tiếp á, QSW á. Nhớ hồi đó đánh giá là bị chê vậy thôi. Này độ khó chính là cái nhân phẩm, không phải là kỹ năng. Thì con game mấy con game mà dạng D&D á, Dragon and Dungeon á, nó giống như mà con Baldur's Gate gần đây đạt giải Game of the Year, thì mấy con game dạng D&D đó nhân phẩm rất cao luôn. Mọi yếu tố anh em làm trong trò chơi này đều phụ thuộc vào nhân phẩm. Cái nhân phẩm đó thì nó sẽ tăng lên một tí dựa vào cái chỉ số nhỏ như đây, dưới đây nè. Thì tất cả những cái này anh em nhìn là cái khối 6 ô nó như thế này luôn, tức là nó giống như 6 mặt của viên sứ ngầu vậy đó. Mỗi lần anh em đổ viên sứ ngầu thì nó sẽ cho anh em quyết định một làm một cái việc gì đó, thì cái số mặt trên viên sứ ngầu đó sẽ ảnh hưởng đi đến cái tỷ lệ. Nếu như anh em nào mà chưa biết cái phần một con game này ra làm sao đó, có thể coi lại trên cái kênh cũ của tôi. Đây anh em vô mà vào được kinh, anh em vô cái channel của tôi á, như channel nè, Ok, cô thì lên em. Đọc gõ cái clip folder ngắn kinh này để ghi ra được. đó, gõ cái folder kinh này ra 11 cái bản cũ của tôi đây, gần như là phá đảo rất nhiều lần này, 10 phần là phá đảo luôn. Lên tới phần 2 thì lúc mà trước khi game ra mắt á, họ cũng cho mà Claw Beta Test thì tôi cũng có thử qua một tí. Tuy nhiên cái lúc này thì view nó cũng không có nhiều lắm, kênh lúc đó chưa có đầu tư. Anh em nào có thời gian mà muốn xem lại cái phần 1 cái ra sao á, thì coi đại hai cái clip đầu, một hai ba cái clip đầu là đủ đủ biết con game này như thế nào. Thì lúc đó anh em có thể chọn là chơi phần 1 cho biết hoặc là chơi luôn cái phần 2 này. Này bây giờ thì Dev đã gửi kỳ cái phần 2 cho tôi để tôi trải nghiệm thử thì cũng vô chơi thử sao. Đây là cái bản roadmap tháng 12/2023 là bắt đầu nâng cấp đầu dần dần, đó là đang thời điểm hiện tại nè. Thì cái roadmap này kéo dài tới 3 năm lận, trong cái đó thì Dev sẽ phát triển thêm rất nhiều luôn.
thì đến tầm đầu của năm sau nữa, quý 1 năm 25 á, thì chắc có thể là ra một số cái DLC á, đây nè. Thì DLC này sẽ là thu phí à. Hiện tại Go Map họ làm rất là cẩn thận, chỉnh chu luôn. Rồi, bây giờ vô thử game coi sao. Qua được kinh 2. Game này thì không biết tôi chơi mấy phần á, chắc là chơi một phần để giới thiệu thôi. Nếu mà có thời gian sẽ chơi tiếp nhiều phần nữa. Game này lúc đầu là tối ưu nó cũng nặng lắm á. Đừng phải bật FPS lên coi thử nó làm sao. Hy vọng nó chỉ nặng thôi chứ đừng có lỗi. Có lỗi là cây cú dữ lắm á. FPS thì tí nữa lóc được 60 thì lóc luôn. Chứ còn game này thì mọi cái thao tác nó đều rất là chậm chậm từ từ. Nên mình không cần phải là cái FPS cao làm gì đâu. In the golden years of Faerûn's history, King Bronna's peaceful rule brought prosperity to Faerûn. But alas, as his majesty's reign cái này không biết nó liên quan tới phần 1 á. A dark cloud loomed. Vexor, the king's most trusted sorcerer, turned towards chaos and violence, casting a shadow upon our land. After murdering the king in his sleep and razing the capital, Vexor fled to Harazio, giống phần 1 cái gì ta? The god of chaos. Vị thần của sự in hỗn that loạn. Dire moment, Queen Rosamund emerged, inspiring the kingdom. Three unlikely heroes confronted Vexor. Đó, cái này là phần and 1. Sacrificed themselves là mình phá hủy cái tòa tháp đó rồi. After their heroic sacrifice, a new decade of peace and prosperity dawned upon Faerûn under Queen Rosamund's wise rule. Nữ hoàng thì bây giờ đã lấy lại được cái quyền quy của mình, trải qua rất nhiều năm. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần 2. However, over time, Queen Rosamund has become increasingly paranoid and now seeks to fund a mysterious giờ tới bà nữ hoàng nữa hả trời? By taxing her citizens and enslaving those who cannot afford to pay. The mad queen's intentions are unknown. Mình đánh bại ông vua giải cứu thế giới rồi. Sau đó bà nữ hoàng nên nắm quyền được một thời gian thôi. Cái phần 2 này cái bà quá điên luôn. Bây giờ bà là bóc lột cái dân chúng ra nè. Overpowered by the might of the Queen's Guard, many have fallen. And with that, Faerûn's last glimmer of hope is fading swiftly. Who will stop Queen Rosamund? Ai là người sẽ đứng lên ngăn chặn nữ hoàng Gosamon? Gasomon hay là Gosomon gì đó? Chứ ở với ai nó giống hịch rồi. À, đây. Nó tự động phá cho mình 60 FPS luôn. Vision thì không cần đâu. Chạy rất là ổn định thôi. Depth of Field thì không. Sương mù thì cũng không luôn. XMAA thì thường nó đẹp hơn là TXAA nha. Nhưng nó sẽ cũng nặng hơn rất nhiều. Cái này là cái khử gần cưa nè. Auto and tool thì cũng được. Khi mà mình đánh tool xong đó, cái chức năng này anh em mà chơi online á thì nên bật nha. Tại vì đôi khi mình quên á, mình tính toán rất nhiều, mình đánh xong mình quên đi hết tool, quên bấm á. Để người sau người ta chờ nhiều lắm, rất là cực. Ui thì nhỏ quá thì sợ anh em đọc chữ không được á, nên chắc để là normal thôi. Display thì tạm được rồi. Chắc không cần lóc chuột đâu. Ok. Bây giờ bắt ra. Tận FPS đi. Chúng ta vô à. Cái này là cái gì? Đây là những cái hướng dẫn cơ bản của mình. Anh em muốn đọc hết cái này không? Chào là dạng như cái độ khó. Khi mà cái chao này xuất hiện á, thì sẽ gây hỗn loạn rất là nhiều thứ. Đây, cái tỷ lệ xuất hiện của cái chao này nó sẽ phụ thuộc vào cái độ khó của trò chơi nè. Xuất hiện càng nhiều thì nó sẽ càng gây ra là mấy cái vấn đề để mình phải lo. Như là tai họa thiên nhiên, xuất hiện thêm những con quái mới hay là những cái đinh gành mới đó. Mình không giải quyết kịp á, là nó sẽ ngày càng mạnh lên, là mình lọt luôn. Đây là cái giao diện nhân vật hết. Đây, sẽ hiển thị tất cả các thông số của nhân vật này. Như đây là chỉ số máu, chỉ số giáp. Nhân vật này thợ rèn. Cái này là kháng phép nè. Sao mà nó nhiều chỉ số gì ta?
À, cái bên đây là kinh nghiệm, trong khi là cái kinh nghiệm hiển thị là cái màu xanh dương ở phía bên phải nè, cái bên trái là máu. Cái này là cái sát thương của mình. Cái thứ hai nữa là giáp. Cái chỉ số này kháng thì nó sẽ tính vô kháng phép màu tím á, kháng phép. Còn cái này kháng sát thương vật lý. Còn cái màu xanh lá này là né tránh. Rồi ok, mấy cái này thì lâu quá không chơi nên tôi cũng hơi mù mờ đấy. Đây là cái chỉ số nhân vật của ta. Chúng ta bốn cái chấm này là cái điểm action point. Đồ 2, 4, 6, 7 vẫn là 7 cái thuộc tính quen thuộc của mình thôi. Sức mạnh nè, sức bền nè, tốc độ nè. Cái này là... Ủa? Cái này là trí tuệ mới đúng chứ. Còn cái này mới là tốc độ nè. Sức mạnh thì đương nhiên là mình tăng cái chỉ số sức mạnh này. Thực ra con game này á, mấy chỉ số này á, nó sẽ cộng hẳn trực tiếp vào nhân vật của anh em luôn. Chứ không phải là cái chỉ số sức mạnh càng cao là anh em đánh càng cao không ha. Sức mạnh càng cao thì anh em xài những cái vũ khí liên quan đến sức mạnh đó thì nó mới mạnh, cũng như là anh em rất là mạnh luôn mà anh em cầm cái vũ khí tốc độ đó, thì không phải anh em nhanh hơn mà anh em chỉ đánh yếu hơn thôi. Đây là 7 cái chỉ số cơ bản, thì tí nữa vô game mình tính sau. Bây giờ nó giới thiệu cho mình làm quen thôi. Combat, combat thì gồm hai loại. À, dưới đây nó có hai bên hướng dẫn nè. Quá nhiều đi, bỏ qua đi. Đây là cái mới nè, Git này sẽ 42 ô, nó chia làm hai bên. Rồi, dựa vào cái đòn kỹ năng mình, cái kỹ năng OE là kỹ năng phạm vi á, hoặc là kỹ năng hồi máu cho nhóm đầu gắn cái thứ đó, thì sẽ ảnh hưởng bởi cái vị trí vùng này. Thì nó giống như con đất xịt lên gần, anh em xếp bốn hàng người trái qua phải hoặc phải qua trái đó. Thì cái này nó cũng vậy luôn. Nó chỉ là nó chi tiết thêm tí nữa thôi. Cái này là cái chết. Cái chết thì có thể là chia sẻ cái định mệnh của các quân đội trong mình với nhau, tức là một nhóm nó có bao nhiêu máu anh em chết thì chia với nhau vẫn được. Cái này là mấy cái đinh gần, là có rất nhiều loại đinh gần như nhà tù nè, hang động nè, lâu đài nè, hầm ngục nè, vừa là quán rượu rồi rất nhiều thứ mình có thể vô đó để mà mỗi cái nó cho mình một cái phần thưởng khác nhau. Cái này là cái gì, sao chúng hỏi combat 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 chúng hỏi. Combat là đây là những cái sự kiện trong cái đinh gần đó. Đó, khi mình đưa vô cái đinh gần đó nó sẽ hiện ra thứ tự như thế này. Thì cái dấu sao đầu tiên thì mình có thể nhận được cái phần thưởng trong cái quá trình lưu chuyển cái mà cái chuyến đi thăm hầm ngục của mình. Đây, boss, cái này là cầu thang lên hoặc xuống tầng. Đây là cái kho báu chấm hỏi. Cái này lựa chọn bây giờ có mới nữa hay ta, chấp. Cái cháp này phải cẩn thận nè, nâng cao. Trên cái tuyến đường đi mà hành trình của mình thì hy vọng sẽ xuất hiện một số cái băng cướp, một cái khu cắm trại quái vật hay là một số cái gì đó có nguy hiểm. Thì đây, đây là những cái biến cố xảy ra trên cái tuyến đường của mình. Focus là cái điểm mà này nè, bốn cái nè. Khi mình dùng cái điểm này nó sẽ tăng cái tỷ lệ chính xác của mình lên. Ví dụ anh em đánh mà 75% anh em có thể cắn cái mà focus này, nó sẽ lên đánh lên là 80% chẳng hạn, 88-85% rồi đó. Tất cả các mà nhà lữ hành thì không bao giờ phải hoạt động đơn độc, phải thêm người đến hỗ trợ cho mình. Cái này hình như là mới. Cái này trang bị của mình. À, thương gia, thương nhân gì nữa. Nguyện rủa xui này, cái này triệu hồi thú. Hồi nãy tôi coi mà cái trailer thì thấy con chó đó. Không biết cái này là mới cũ, nháy màn hình quá. Đây là cái kho đồ của mình. Rất nhiều thứ, rồi nói chung vậy đi. Đây là cái mấy cái vật phẩm nhìn thôi, như là cái trang bị đồ ăn, thức uống, là vũ khí, là cái thứ chẳng hạn, mình có thể chia sẻ nó giữa các người chơi với nhau. Lo lo là những cốt truyện nhân vật, bỏ qua luôn. Đây là những cái đồng, đây là những cái chỉ số vùng phí điểm. Đây là toàn cảnh của thế giới của mình, trông là rất là đẹp mắt đó.
di chuyển. Đây, cái tốc độ, cái điểm fit của mình đó là ở điểm này nè. Điểm này càng cao thì mình di chuyển càng nhanh, càng xa nữa. Thì trong game tên bay gọi là nhanh với xa thì nó cũng như nhau thôi. Đứng rồi, đếp gửi khi gì quá. Ủa? Rồi tí nữa coi. Cái này là những cái ô xuất hiện trên cái bản đồ. Mình di chuyển là trên cái ô vuông mà lục giác như này nè. Như đi từ ô này qua ô này nó cách bao nhiêu ô á, giống như bàn cờ cá ngựa của mình nhé. Đây là cái hiệu ứng lời nguyền nè, hỗn loạn nè, sẽ dính một cái hiệu ứng hỗn loạn. Ngẫu nhiên cái này axit, còn cái này độc. Axit này sẽ phá hủy cái mà item của mình, hơi bị nặng nha. Còn độc này nó sẽ giật máu liên tục luôn. Quét quét chứ thì có quét chính quét phụ, mình nhận quét phụ thì nó cho mình quần tưởng. Thì cái campfire thì khỏi nói cho anh em cũng biết rồi chứ gì. Cái này những cái điện thờ, thì đi cái điện thờ thì nó sẽ cho mình một số hiệu ứng boost ở góc trên bên phải là cái gì đó, như là cái sự kiện miễn phí nè, đầy máu nè, hồi cái điểm focus nè, rồi ok boost cho cái thứ nữa. Đây là cái nội tại đặc biệt, thì mỗi cái nhân vật của mình sẽ có một số cái nội tại đó. Nhiều quá vậy, bỏ qua đi. Một số địa điểm đặc biệt nữa. Rồi, hiệu ứng, trời ơi nhiều quá. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái hiệu ứng. Cái này thẩm ứng nè. Cái này là chó, cái này là độc nữa. Cái này thì tửa đốt, chảy máu gì đó, như thường gì đó. Ôi ôi ôi. Bút thì cũng một đống luôn. Bên đây là 11 cái. Bên đây thì 10 với 1 nữa, 11 cái luôn. Cái này nên coi nha. Tăng đam, tăng né. Tăng né lúc trước để hình cái bàn chân đúng đẹp. Tăng thủ này phản lại cái đòn tấn công cận chiến. Một đống boost luôn, nhiều quá. Đây là các hiệu ứng mà nguyền rủa. Miễn nhiễm, ok, miễn nhiễm thì em dấu gạch thôi. Nội tại rồi, nhiều quá, nhiều quá. Thì cái này giống như mấy bức tượng, nó vẫn cho mình một số cái boost. Thị trấn, dịch vụ, khi đi vào thị trấn thì mình có thể sử dụng một cái dịch vụ trong thị trấn này, như là hồi máu focus là hồi đầy tất cả focus, hồi máu nè, giải lời nguyền nè. Vũ khí, vũ khí thì có một số cái loại vũ khí khác nhau, một tay hai tay. Rồi mũ nón quần áo vũ khí gì đó, bằng gỗ, bằng sắt, bằng thép gì đó chẳng hạn. Rồi. Ta vô game thôi. Hiện tại chỉ có thể đi được ở đây à. Chapter 1. 5 chapter thì chắc 5 cái vùng đất thôi. Nên đếm mặc định luôn chứ không biết mấy cái này là cái gì. Số lẻ đây, số 7 đây. Rồi, 7577. Ok, chúng ta bắt đầu cái chuyến hành trình. Đây là cái phần quan trọng nhất trong cái cho khi trước khi bắt đầu rồi chơi. Cái nhân vật khi khởi đầu thì mình sẽ được một số trang bị như thế này. Đây là cái chỉ số nè. Như anh em có thể coi cái nhân vật này tốc độ di chuyển nó còn nhanh hơn cả hơi xăng đó nè. Tiêu thụ cái đòn focus, cái đòn focus, cái lát focus cuối cùng sẽ tăng cái hiệu ứng đặc biệt. Chỉ số thì nó rất là cao luôn. Thợ săn thì có điểm tầm nhìn, còn này thiên về tốc độ. Lỡ bấm ít mất rồi. Thì ở đây chúng ta đầu tiên vô thì chỉ có 4-5 nhân vật thôi, 5 nhân vật thôi. Nên chơi là pháp sư, bác sĩ,
Ở Gàng và cuối cùng là Khởi Săn. Còn cái nhân vật hồi nãy thì từ từ. Đổi cái này thành Pháp Sư. Pháp Sư này đi cho nó độc lạ tí. Cái này là chỉnh gì? Ngoại trang hả? Pháp sư mà chơi cái nón đó thì cũng hơi kỳ. Thôi mặc định đi. Mặc định nó đẹp hơn. Pháp sư mà chơi bộ bộ giáp mà liên thui gì? Ba lô thì mình có khá nhiều đây. Chơi cái này đậm chất pháp sư. Tiếp theo chúng ta có nhân vật là Hồi Máu. Tính đặt tên KV mà đặt như vậy thì kỳ quá. Nên đặt tên là gì ta? Hỗ trợ đi. Chơi bình thường. Hỗ trợ. Không có thể hình, chỉ có cái mũ thôi. Rồi vậy là thôi đổi cho ba lô thôi. Đây, rau củ quả như thế này cho nó hợp. Bây giờ chúng ta tới Thợ Gàng. Thợ Gàng mà chơi nam nữ thì không thấy khác gì luôn, khác mỗi cái bộ câu à. Gần đúng không? Cũng được. Dạ hơi tối màu một tí nha. Đổi được cái màu gâu không? Ok, trắng đen cho nó đối lập. Mình đổi luôn cái ba lô đi. Rồi, khỏi ba lô. Ok, đổi tên nó nhé. Hình tên sao xấu dữ vậy ta? Giáp của mình có một bộ một. Thiệt. Rồi, đúng cái bao tên luôn rồi. Adekagi. Này thì nó trùng màu với mà pháp sư không được. Ok. Pháp sư này thì nên cho màu tông, nó cho màu vàng tí. Tóc xanh gì được rồi. Đó cho nó nổi. Rồi ok, chúng ta vô game. Cái gì nữa đây? Số 5 này là cái gì? Là mình có 5 điểm hả? Cái này là điểm tầm nhìn. Tầm nhìn thì hợp cho cung thủ này hơn. Nhưng mà nó có không đam nữa nha. Thôi không đam không chơi đâu. Game này nhân phẩm lắm. Đồ thì cũng khá là cùi, vũ khí thì chỉ có hai cái thôi. Nên đem cái hồi máu. Không không không, không. Hồi máu thì cho em này gồng. Một cái giải độc, mình còn hai điểm thì lấy. Thợ săn thì lấy cái lúc phích. Với cái liều luôn. Còn một điểm hả? Một điểm thì 10 tiền. Thợ Gàng thì chắc mà full set đi. Một cái nón, một đôi giày. Bây giờ em này còn 2 điểm.
hai điểm mình lấy cái găng tay. Em này hai điểm thì chắc lấy thuốc quá. Ba điểm để lấy cái nhẫn vậy. Thôi lấy đại đi. Dù sao mình cũng đâu còn gì để mình lấy nó đâu. Rồi, chúng ta đi thôi, còn 6 điểm của em này. Ok. Đây là cái bà chủ quán cũ. Đã rất lâu rồi thì tôi chưa từng thấy nhiều cái mạo hiểm giả như thế này. Cái sự kiện lúc trước là đã mười mấy năm trôi qua rồi. Cái châu bên này là có cái gì ta? Mình sẽ đi bên con này đúng không? Bà nữ hoàng thì bây giờ nó bị mất trí rồi. Phần 1 là bá sai mình như con luôn. Có khi là đi giải lời nguyền cho bà nữ hoàng đó chứ. Ok, bây giờ đi đến cái thị trấn mua cái khu gần. Nhỏ, đúng nhỏ, nhân vật đầu tiên của chúng ta thì coi trong này có bán gì. Đồ rất là xịn sò nha. Quan trọng nhất của mình thì luôn luôn là cái vũ khí. Cái này được nè. Miễn nhiễm với sốc. Mấy cái hộp này nó lên nhiều hay ít ta? Cái kiếm này thì gọn giòn được tay rất là nhiều. Ông này ông đâu ta? Sao coi được nhân vật này bây giờ? À bấm qua. Ông này cũng thiên về cái mà chỉ số sức khỏe hơn. Trong này thì bán chỉ có là mấy cái bộ này thôi. Bây giờ coi tiền coi đâu. Tiền 0 đồng, 0 đồng, 0 đồng, 10 đồng. Trời nghèo quá. 10 đồng thì cũng chả làm được cái gì đâu. Nên chúng ta cứ đi thôi. 10 đồng giống mua được cái cục này. Đi, có cái bảng mà nhiệm vụ gì nè. Cái boomer gun. Nhận được cái boomer gun màu tím này cho cái điểm này. Cái điểm này là của nhân vật nào ta? Không có, cái bây giờ cái giao diện nó mới khó nhìn quá. Nhưng mà cái điểm này chắc không cần đâu. Tiền thì chỉ có 40 là cũng không cần nữa. Đây, mình để đi đến cái tượng này thôi. Khá là đơn giản. Chỉ có 3 hình viên là đánh được nó, quất luôn. Bây giờ đến 10 chục đánh sao thì tôi chả biết nữa. Cái nhân vật đầu tiên chúng ta đánh là nhân vật AD nè. Hỗ trợ với pháp sư hả? Rồi ông thợ rèn mạnh nhất. Thì ông ở nhà ông tiêu rồi. À đây. Bắn bình thường thì 2 đến 6 đam vật lý. Bắn cái này xuyên giáp 0 đến 6 đam. Mình sẽ tập trung bắn con cuối cùng. Nhẹ nhẹ nha. Đánh hụt rồi.
Cái này có chỉnh tốc độ game ta. Bây giờ nếu em pháp sư này nên bêm luôn con này 3 đến 8 đam. Ngon. Con này 6 máu à, mình đánh 3 đến 7. Tiếp theo là hỗ trợ. Lời quyền là sao ta? Không hiểu cho lắm. Không đánh này nè. Không quên. Nhưng mà vẫn vừa đủ 6 đam. Sáu đạm luôn, ngon. Cắn đi, mày cắn đi. Ba máu, không sao. Em pháp sư của mình mạnh phết đó chứ. Đây chúng ta đạt được 12 tiền. Pháp sư giữ tiền đi. Cái cỏ này thì chắc hỗ trợ. Sử dụng luôn, cho pháp sư mau lên cấp. Tìm được cái cuộn giấy gì rồi. Trời ơi nhân vật này nó đi chậm. Này là random nè. Thì nó phụ thuộc vào cái chỉ số của mình. Sao con bấm như nhân vật được ta? Cũng chưa gì vậy. Đây nó phụ thuộc vào cái điểm này của mình. Thì mỗi viên xí ngầu á, mình có thể là 79% mình được thêm một ô di chuyển. Thì hồi nãy là 5 viên xí ngầu thì anh em cứ cộng tỷ lệ lên vậy thôi. Đây cái nhân vật di chuyển tốt nhất của chúng ta đây. Đi đây thì tiếp tục 3 đến 1 nữa. Đâm boss thì mình sẽ được một cái điểm đánh trước đó. Chỉ có những cái nhân vật có tầm nhìn mới làm được đồ trò đó thôi. Cứ bắn bình thường đó đi. Con này nó đâu có giáp. Băng phan nữa. Xong luôn rồi. 2F. Pháp sư giữ tiền luôn. Thì đồ mình dồn tiền vô một người đó, thì dễ bị mà ăn trộm. Ủa đi hú rồi. Chết tin. Vô chọn cái hàng tôn đó. Tính nhân vật nào vậy? À đây. Có một cái bức tượng. Cộng 2 điểm focus. Cộng 15 HP. Hồi dấu phải là tăng nha. Đây mình nên được là 7 điểm focus luôn nè. Rất là ngon. Trời em này đi như con rùa thiệt luôn á. Cái nhà này bị phá là sao ta? Cái này buổi ban ngày mặt trời thì cái nhân vật này sẽ đi thêm được 2 ô nữa. Có ngô một à. Nhân vật mình có quét chỗ này nên phải đi qua cái ô này. Hết đầu qua bên con này luôn á. Con này level 0 à. 4 đến 1 mà không lẽ thua. Ủa, có gái nữa nè. À, phù thủy trẻ. Mình đánh tôn đầu.
nó có 4 kháng phép. Nhẹ thôi, nhẹ thôi nha. Không. Thục luôn. Ừ. Phù thủy đánh sao ta? Không bị trôi chân. Cái thời gian của mình được boost hơi bị nhiều đó. Đánh cái này thì vô kháng phép đó, nhưng mà dính con rất liên bên kia cũng được. Ok. 8 máu. Cái này hình như là giải lời nguyền hay gì á, tôi không nhớ nữa. Đánh pháp sư chết đi, chắc ăn. Xong rồi mình sẽ gạt con này luôn. Thời sao? Trời, bắn cái phát cuối vô nó thì rồi chí mạng. Bây giờ 6 máu rồi, đau nha. Trong game này 6 máu rất là đau luôn á. Trời ơi, có mỗi tiền không, không có cái đồ gì luôn. Cái này là cái gì ta? Bây giờ nó mở ra sẽ uống cái quan rượu nữa nè. Đi tới quan rượu mình có thể làm được cái gì đó. Dòng bùm ra biển được luôn. Cái này thì mình không học. Cho nó toàn ra hai cái. Cái điểm này 71 hả? 69 79 71. Thợ săn thì nên tốc độ thôi, không có bui vô cái điểm khác được. Còn cái pháp sư, pháp sư thì đương nhiên bui điểm trí tuệ chứ ai bui cái điểm tài năng này. Cho hai cái món đồ thì mình đã nhận cái quest mới là đi đấm con John đó. Pháp sư được boost một đống luôn. Nhận được 12 F. Đã lên cấp. Lên được 37 máu nè. Một điểm phép nữa nè. Không, đợi thằng này quay lại mới đánh được cái con John này. Nó level 1 lắm. Tem của mình level 0 không à. Đánh không lại nó đâu. Có đi vô quán ngủ coi thử thì hên xui. Đập những thằng khốn nạn này. 45 máu. Thôi chết rồi, mình thiếu một thằng này. Không, hai cái khiêu này nó như nhau thôi. Trời, đánh hụt không luôn, chết tôi rồi. Ây da, không có xạ thủ ở đây. Rồi hụt, hụt hai phát luôn. Chết tôi rồi, nhân phẩm cái gì vậy? 80 mấy phần trăm đó hả?
Nó đấm vài cái nữa cho mình thân thiên quá. Chảy máu hay gì? Không, chưa qua lớp giáp, không cho. Không di chuyển được hết ta? Làm sao để mình di chuyển được? Rồi đánh chó rồi, chết tôi rồi. Anh hùng gì mà thua mấy thằng ớt ơ của quán rượu nữa trời. Nên dùng một điểm. Ủa dùng sao? Ủa dùng cái điểm này dùng sao ta? Bấm vô đâu để dùng bây giờ? Đánh xuyên giáp còn chí mạng nữa. Lại tiếp tục tuôn nữa. Kiểu này là pháp sư đi luôn rồi. Thôi nào miễn nhiễm với chó á. Chiến binh xong tới pháp sư cái nữa. Chiến binh của mình đang bị chảy máu nè. Một thằng bảy máu. Trời đánh rồi. Tám mấy phần trăm hụt không. Tôi không biết xài cái điểm mà cái điểm này xài sao nè. Nó không có nút nữa. Còn kết. Bản cũ tôi nhớ như là bấm chuột phải là được. Nó giới thiệu mà nó không có ghi cái nút nào dùng hết. Cần là cần cái điểm tuôn để kìa. Được rồi nè, bấm vô đâu vậy? Đây hả? Nãy bấm vô đâu ta? Hồi nãy là bấm vô chỗ này. Không, không bấm đâu được hết. Nè, được rồi nè. Được hai cái luôn rồi. Hình như bấm vô cái tên kỹ năng hết vậy. Một hộp thôi là dính. Chết rồi, còn 11 máu à. Trừ 5 HP.
Không sao, đánh trận này thương binh tàn tật tí thôi chứ không có chết ai hết. Một báo nữa chứ. Được cây kiếm này trừ 5 may mắn, trời ơi. Cái kiếm này thêm cái điểm của ông này. Cộng một cái hành động chính là sao ta? Không biết, không gành cho lắm. Một trăm tiền. Cái ghế không đến chính đâu, nhưng mà nó có hiệu ứng vỡ nè. Lấy luôn cái ghế, ba cái ghế luôn. Anh hùng gì mà nó phèn dữ thiệt. Trừ 99 đô. Trời ơi, nó thưởng mình 100 vàng xong rồi trừ 99 vàng do cái tội phá quán ruộng. Cho anh level 1 á. Thằng này level 2 á, thôi 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 thôi. Rồi xong, bị con chuột chặn đường nữa. Trốn qua, trốn được, trốn được. Không đánh đâu. Cái bầy cù này là có cái gì không? Đi vô chợ luôn đi. Vô chợ thì mình có một số cái dịch vụ đây. Có thể hồi máu nè. Hồi máu tới 10 liền lận trời. Máu còn 12. Rồi nhân vật này không có tiền luôn. Bây giờ chuyển tiền, nhớ lúc trước chuyển sao ta? Nhớ lúc trước chuyển tiền là bấm vô đây hay gì đó. À đây được rồi nè. Chuyển 10 tiền ra cho hỗ trợ rồi. Nhưng mà hỗ trợ có mất máu đâu. Cái này là mình thuê thằng này đi hơn mình 40 tiền, không có tiền. Coi trong chợ có cái gì ngon không. Cây nỏ này cũng được nha. Cây nỏ này do thằng hơi săn là đúng ngon luôn á. Nhưng mà cây nỏ này không có chiêu xuyên giáp, nó chỉ bắn bình thường được thôi. Thôi đợi hai đứa kia lại đó. Đấm con này luôn thì cũng được. Nhưng mà thôi đợi đấy. Sắp tới cái đồng hồ rồi nè. Bốn mười bốn mà 5 ô lận thì không ngon. 3-11 mà 3 ô hả? Cái ông này đúng không? Ông này là trái tim rồi. Mình có thể mua được cái này nè. Miễn nhiễm với sốc cũng ngon. 2 ô. Nhưng mà không có khiêu đánh lan nha. Không có khiêu đánh lan bằng cái hiện tại của mình.
hai giáp dày 6 né tránh. Sáu tiền hồi vui máu cũng được. Tìm được cái cuộn giấy gì đó. Đấm sói này luôn. Thôi chết rồi, con nó level 2 hả? Không ổn. Rồi, không chạy được luôn, chết cụ rồi. Ây. Kiểu này là ông khởi săn đi luôn rồi đó. Bắn hụt nữa nó xong luôn rồi. Né tránh nó tới 9 lần. Rồi chảy máu nữa chứ. 18 máu. Chạy 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 rút rút luôn. Em này nó đánh hai cái chết trời, 3 máu 16 máu đó, đừng nha, nhẹ thôi anh ơi, gần 2 hộp được rồi. Ây da, mình có 2 điểm kháng phép rồi đó nha, chết luôn rồi, bó tay. Đang đi giữa đường gặp thằng level 2 nhảy ra chặn đường 3 đứa level 0 của mình. Bảy mươi hai phần trăm hụt. Chết luôn rồi đó. Nó đánh 3 cái rồi. Đúng số nhỏ luôn á. Thôi chúng ta bắt đầu lại game mới luôn đi. Ủa? À, cứu đường hỗ trợ nè. Không có tiền luôn. Không có tiền luôn. Game gì khó bãi đấy. Hết tuần đi. Thằng này giữ tiền nhiều tiền nhất thì nó lại ở đây rồi. Nó lại đi chậm nhất nữa. Ủa? Test cái điểm tầm nhìn. Đi vào không. Đi vào bển hồi ngộ với tem thôi. Tìm được cái cuộn giấy là nó cứ báo vậy là sao nữa. Chạy 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 chạy. Mất hai máu nè. Cái gì đấy? Điên trên không điên, điên dưới. Bây giờ chuyển tiền cho thợ rèn. Chứ mà chuyển tiền cho thằng AD luôn.
6 tiền cho thợ rèn nè, 6 tiền cho AD nè. Còn lại thì mình bêm nói cho này chưa ta? Cho level 1 thì cố thì sẽ đánh được á. Rồi đứng đây đợi đi, hai kia phải về hồi máu cái nữa thì mới ra được. Rồi trời mưa nữa trời, không tới nổi cái đành luôn, có bao à. Trời ơi, không có đi đâu chứ. Ông thợ rèn phải vô đây đi nha. Trời, đi được có một ô một thiệt. Rồi mình mất luôn cái nhiệm vụ cho ta chưa? Vậy là phải đánh là không được bỏ thời gian này. Đánh mà bỏ thời gian này. Rồi tôi nghĩ đánh không nổi đâu. Đánh mà bỏ thời gian này là chết đó. Rồi mất nhiệm vụ xong luôn. Bết này tính theo cái điểm tầm nhìn. Năm bết là mình chiếm trước lợi thế nó. Trời bắn hụt đó. Máu nó cả trăm lần rồi, nặng dữ đó. Thôi thôi, pháp sư không nên đi lên đâu. Con này nó không bị chón hả? Nóc gai, nóc lép là sao? Bốn đàm à, đánh như gãi này vậy. Mười sáu máu hả? Con này đánh nó tốc độ nó ghi ít hay là sao ta? Rồi xong luôn rồi, nó chơi một cái full combo luôn. Ừ né. Bốn tuần nữa hả? À. 32 máu. Cố cố thì có thể là nóc được nó. Bị nó đánh cái nữa thôi. Một hai cái luôn, gãy luôn cái vũ khí. Đừng đừng đừng, anh phải chết luôn rồi. Vải thì nhất kích tất sáng luôn á. Mày hả mày? Cái này gọng fit kháng thủ cho ai mở bây giờ. Có cái cuộn phép định danh.
thôi. Bỏ đục vô cái gương rồi đi luôn. Hồi trước tôi chơi cái bản demo bị lần rồi. Cái con linh hồn này level 11, bem mới được bem luôn á. Hai đứa này nó vẫn chưa lên gấp nè. Cộng 2 feet. Hai web luôn. Một hồ cút hai kháng. Hai kháng, kho báo thì nhiều vậy. Hồi nãy hình như là tôi quên mang đồ giống hơi ghen. Phải không ta? Ủa đâu cũng tự mang rồi. Bây giờ không mang cái vũ khí nè. Mấy cái này vũ khí dễ bở, nguy hiểm lắm. Ủa eo whip, rồi chữ eo whip. Cái kiếm này sao ta, à cái này em pháp sư mới lụm được nãy à. Bây giờ đến tôi nay vậy, đang tôi em này, bây giờ mình đi đâu, bây giờ đi đến cái chỗ này bắt đầu dùng buồm ra khơi này test điểm tầm nhìn đó. Tầm nhìn thì chỉ có này thôi, thợ săn thôi. Chắc ăn đây ngon, em whip luôn, được một cái phích lóc nữa. Vô đây đánh thì đọt ông thợ săn ở ngoài không ngon. Rồi chờ tay qua thôi. Gọi con gắn đây nóng tim không vậy? Khoan, em này đưa đồ cho nó một cái. Cái ống giòm này nên đưa cho thằng thợ săn. Vậy đưa qua em này AD, AD đeo cái ống giòm vô, cái nhẫn vô chứ. Hiện tại AD đang khá yếu nha. Hai điểm đi cho nó chắc. Đây là cái nhà bảo vệ hả? Để làm cái gì? Thằng lính của nữ hoàng nó lại tới đây rồi. Thằng lính này level 1 thôi, đấm được. Vẫn đấm được. Chơi nó. Trời ơi.
tam bớt mày luôn rồi, chết khủng rồi, 70% xịt rồi. Nó đánh trước hai lượt luôn á, 7 máu vậy. Coi thường nó quá nha. Cung thủ của mình, cung thủ thì sẽ bắn vô con vuột rỉ. Pháp sư đi lên ô để tránh bị dính tem, dính đam của tem, không có đánh vô được cái ô này. Mình sẽ đánh vô cái thằng có giáp. Bây giờ dính rồi kìa. Đau dữ gì ta. Ôi vãi. Đã đánh chó mà còn 14 máu nữa. Nó vẫn bị gión. Không được. Và đánh hụt. Vẫn còn 6 máu à. Thiếu thua nè, thiệt. Nhẹ thôi nha. Trời ơi, 3 hộp. Ây da. Mình ý y quá. Mình vẫn còn một thằng level 0 nè. Chỉ được tiền thôi, không được cái gì luôn hả? Cái giá phải trả là quá lớn rồi đó nha. Trên đường lên đó phải đi qua rất nhiều những thằng lính canh luôn. Cái này hồi 18 máu là nó ngon quá vậy. Mình nên ghé ra đây mua đồ không? Hai điểm chen thì không ngon. Cây kiều này cũng không. 3 đến 10, 3 đến 10 trong thợ gàng á. 4 đến 10 cũng được. Nhưng mà nó 3 hộp. 3 hộp thì không ngon. Cái cây này thì nó không có đánh lan. Cái vũ khí là cái quan trọng nhất á. Tiền của mình bây giờ 52, 4, 25, không mua. Thuê hằng này cho nó điên phát 30 bước. Lỗ hồng 30 né tránh, 12 công, 6 gào, 60 tiền. Không, không, không. Hỗ trợ này xài máu là hồi 20 máu trong nguyên trong một MG luôn. Tìm được cái cổng gì nữa rồi nhỉ? Đánh thằng này là nó ngủ thằng này vô luôn á.
Có cái gì mới nè? Test trí tuệ hả? Test trí tuệ thì không test được rồi. Ba năm hai sáu chưa cần cắn máu vội đâu. Không có đồ gì mình quên đeo thì đeo vô. Cái này vẫn rất là dễ gãy nha, dễ vỡ nha. Đeo cái cũ vô đi. AD này có 37 máu à, không có đam nữa chứ. Trời, 4 đấu 4 hả? À? 4 đấu 4 phải giành quyền chủ động trước mới được. Được, có 1 con vậy. Nó miễn nhiễm, nó không bị choáng luôn, không có giáp nữa. Năm máu, năm máu thì chắc là xài một điểm focus luôn. Chó level mấy? Level 1 á. Đấm này một phát thôi. Bây giờ mới đầu vô đinh gần nè. Thì là dạng như một cái đinh gần rồi đó. Phá cửa. Phá cửa đương nhiên để thanh niên này rồi. 62%. Đi mà nghe hàng thẳng lối mà. Đánh đầu tiên vẫn là xạ thủ, sau tới là tới pháp sư. Pháp sư tí mua ở đây. Thằng này có giáp. Bắn chó chưa? Đánh gì cũng dính mà. Rồi chó lại ra đi. Thốc thốc thốc. Ừ, đỡ. Tiếp theo đến em này. Thằng này đánh cuối gì gán gạt thằng này luôn. Ủa không đánh được á, đánh được mà. Trời ơi, nó né nữa, khốn nạn. Tắm máu không sao, tuần sau nó chết. Chính máu đào nghe. Chết rồi, nó focus vô mà xạ thủ mình. Trời, chắc chết này. Không chết luôn rồi. Thôi xong tôi rồi. Tính cho đã thì toàn đánh nha.
du kích tụi nó đánh vô thằng, đánh vô cái ông này của mình. Không sao hết, mất 3 máu à. Trời, có một hộp dễ giống cốc. Thiệt. Vừa đủ máu. Vàng bây giờ 18 vàng thì chắc cho là hỗ trợ cầm đi, hỗ trợ chưa có tiền. Trời, nó không cho mình thời gian hồi máu luôn ta. Chó thì 15 máu, mình đánh là 8 với 7, 15 thì có thể vừa đủ. Còn 8 máu hả? 8 máu thì mình có thể bắt nó luôn. Chó này. Kệ chó hỗ trợ không sao. Nó làm gì? Thì da. Thằng này lần nào, thằng này là thằng đầu tiên, vậy mình có thể cắt tool nó. Chết đi. Đó. Mười tám tiền. Mà đê cầm đi. Đôi giày 6 né tránh. Một giáp, đây 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 đây. 4 đến 9, cái này 4 đến 10. Nhưng mà nó giảm tỷ lệ nhiều lắm nha. Kệ, lấy đỡ cũng được. Này là sao không? Không hiểu cho lắm. Báo hả? Định danh nó một cái. Rồi đúng cô báo. Tính đầu mà ra cái mibit nữa. Bỏ nó nguy cư. Bảy tiền à, ông cốc hơi. Cái này gọi là cái cô báo hả? Tại 5-15 lực tay. Bạch ti heo là tốn một đó nha, tốn một cái cỏ nè, chứ không phải là không tốn gì đâu, nhưng mà đánh boss rồi. Đây là cảnh vệ cho nữ hoàng, dạng chiến binh nuôi tốn thôi. Mày đừng có làm tao mất thời gian, tao sẽ cho tống mày vô cái nhà tù cùng những cái tù nhân ở đây. Thằng tool cuối là thằng này, mình không cắt tool nó được, nhưng mình có thể cắt tool thằng này. Giao đầu tiên là xạ thủ hả? Tất cả đều có giáp.
Né, 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 né. Hai máu, không sao. Không có điều Kamiga đi để dòm cho nó kỹ được ta. Ngon. Chó cắn nó chứ. Ây da. Chó cắn chí mạng. Ông này ông hỗ trợ mà có chỉ chó trong tên rồi mà còn đen cái đó đó. Sáu đến 14 mình chặt được thằng này là cắt luôn đôn pháp sư á. Ngon, hai hộp là 11 máu cũng được. Phá giáp hả? Kiểu này anh xạ thủ sắp đi rồi. Ừ hộp rồi. Cũng được. Chết 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 chết. Nhìn người hai ngoài quay lại nhìn bổ chết. Dạ, thì à, ủa, tôi quên mất con chó này nữa. Tợ gàng không lên tao. Thằng này nó vẫn chảy máu được thì nên 14 đam thì có thể sốc chết này luôn á. Ngon. Nhẹ thôi nha, nhẹ thôi nha. Bút hả? Cũng hình như nó bút đam ấy. Ờ, nó tạo cái ô bút đam thôi. Thằng này có giáp nên sẽ cho mấy con phép đánh nó. Bốn đến chín thì không đồ nào chết nó được, giết chó. Đánh tao nè, đánh tao nè. Thì nó bút liên tục luôn. Nhưng mà tuần sau nó chết rồi bút gì nó. Còn lại 8 máu hả? Bắn xiên giáp. Hai mươi ba tiền. Pháp sư cầm luôn đi. Cây này thì không bằng cây kia. Thua. Cây trọng kiếm này thua cha xa cây rìu luôn. Mấy cái nhân ba nhân vật còn lại không có vũ khí mà cứ dồn vô ông này không à. Một giáp một kháng. Một giáp sáu né tránh. Áo thì mất cũng tương đối nhưng mà phòng sau là cái gì? Kệ nó đi, đi luôn đi. Khẩu báo, khẩu báo. Nãy giờ nhân phẩm thợ gàn có vẻ cao á, cho ông mở. 11 tiền, khu bắp. Cái này là tờ giấy của mấy thằng ngục tù vậy đó. Hồi đầy máu hả? Đây 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 đây. Chính né tránh, một giáp một kháng. Chắc cho thằng thợ săn. Dồn đồ với ông này thì cũng được. Thằng thợ săn nó phế quá, thằng AD Kagi của mình nó phế quá. Nhưng mà nó có né tránh cao. Chày nè. Một đam phản hả? Một đam phản cộng hai đam công
cái áo này cộng 2 điểm trí tuệ thì đương nhiên rồi, trừ 5 may mắn. Trừ 5 may mắn. Chơi luôn. Cái lo bút. Chính nét đeo vào bút. Cái bà chủ quán rượu này sao bà cứ ra lệnh cho mình hoài cho ta. Thôi đi xa nha. À, đi giải cứu một cái cư dân trong này. Ok. Đi về hướng đông, giải cứu cái đó. Mai hết băng. Tìm cái ông chồng của bà này bị cái vua của mấy thằng ăn cướp nó bắt rồi. Sao đi đâu mà cũng bêm nhớ như anh ta. Ủa cái gì bất ngờ vậy? Ai đây? Trong chợ hả? Cái tẩu này á là để mình hút ba cái cỏ này. Khi mình hút cái cỏ thì nó sẽ tăng thêm tí hiệu ứng. Tôi nghĩ quan trọng nhất bây giờ vẫn là XP thôi. Nên chắc mua cái tẩu này cho ông này. Heo whip thì chắc không xài. Không xài. Bà sẽ gửi cái tẩu này. Cái tẩu rồi ta. Gửi đến cho mà cái em chiên và thảo dược. Ủa cái điểu tiêu rồi. Số 2 là cái gì đó? Pháp sư đây, giáp đây, sẽ mang cái này vô. Không, lấy một điểm kháng vẫn ngon hơn. Bye. Thằng này cho nó cầm cây tẩu đi. Pháp sư đưa cây tẩu cho nó. Này giờ nó yếu quá rồi. Rồi bây giờ nó đưa cái tẩu cho em này. Rồi chúng ta qua hỗ trợ đem cái tẩu vô. Đó. Đi về làng ngủ cái đã. Tám tiền rồi. Đi chút xíu về lên giá rồi. Em này thì chắc không về ngủ kịp rồi. Gạo quất cái méo gì đây, gì bị chặn đường nữa, làm bớt mày luôn. Ông thợ, cái ông mạnh nhất của mình là cái ông thợ rèn ở đây không vô được rồi. Bị hai máu à, cho nó cắn cái thôi có sao.
đừng chảy máu nha. Ôi lũ đạn, cái con này nó chậm thì mình. Đó nghèo rồi con bị chậm đó. Rồi, bem. không lẽ hụt nữa. Tụi mình bắt nạt bạn luôn đó. Anh bạn chiến binh ơi. Bốn đứa mình chấp mình bạn nè. Từ hồi nãy ghé cái thành quên mua cái vũ khí nữa ta. Bắn ai không bắn thì bắn thợ rèn của chúng ta. Rồi rượu đạn nó đánh cũng đảo gì. Trời, nó còn né nữa kìa. Phải mua đồ mới được, không mua đồ là khỏi đánh luôn á. Gom tiền, tất cả chuyển tiền cho chị. Bé này 33 tiền hả? 33 không cần đâu. Hai chục đồng mình có 100 tiền bắt đầu shopping thôi. Cái nhẫn này ngon đó, nhưng mà cần nhất vẫn là cái vũ khí. Vũ khí nó chả bán cái gì cũng trời. Thiệt, con game này nó khốn nạn thiệt. Phát 18 tiền rồi. Con này level 2, con chuột level 2, tại mình toàn level 1 không mà. Bây giờ yếu hơn con chuột chắc nữa. Đây là cái trại của cái cư dân gần đó. Cái gì nữa đây? Đưa cây cung mới à? Cho thằng AD. Cây này cùi lắm, nãy quên đặt shop bán nó trời. Mới thấy con này nó đi được nhiều không à? Cùng cỏ dữ thiệt. Ủa anh chuột ở đây đâu rồi? Đập luôn con chuột. Thế béo này nó dính thằng Minotaur Gate này vô đây nữa ta. Không ổn rồi. Ông thợ săn này không ambush được. Nên đánh bình thường thôi.
thợ rèn chứ. Ôi trời ơi, một chấm máu. Con chuột này 20 máu. Mình có thể cắt được cái tool thằng này. Ba tool vô thằng này. Không 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 cắt nổi. Nhẹ nhẹ. Ủa con chuột hả? Tính đo ông này còn nhẹ được. Nó chảy máu ngay đó. Sao không chảy máu ta? Holy shit. Nó đánh cái hỗ trợ của mình ngáp ngáp luôn. Nó trốn pháp sư mình luôn rồi. Nó khôn quá chứ. Nó biết đánh con đó để nó cắt tôn mình. Chạy chạy chạy, chạy bắn hai con mắt mà còn bị hụt nữa. Trời ơi, nó đánh một cái thốn máu người kìa. Nhẹ, nhẹ thôi anh. Hai tool nữa có thể giết nó được. Hụt hết trơn luôn. Trời ơi. Trốn ra nó trời. Mấy con bò tót này. Gạt nó luôn đi. Nhẹ nhẹ thôi anh bò ơi, anh cũng ba dương ơi. Né không sao. Đam mình có 7 rồi mà giáp nó 6. Tên dầm máu rồi. Ừ, đánh thợ gàng không sao. Thợ gàng này của mình là không bị chảy máu. Không chảy máu nữa hả ta? Hai ba tuần nữa nó mới nóc được. Rồi chuyển sinh của mẹ luôn rồi. Mới đi mấy cái quay đầu mà nó khổ gì đó hả? Nó chặt cái nữa là có thể pháp sư của mình đi luôn á. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Không bị chó, không sao. Thằng xạ thủ này nên hồi sinh đồng đội đi. Chảy máu này nè, hai tuần nữa có thể nó chết. Trời hụt cái cuối một máu ta. À, chảy máu chết đi, chảy máu nó chứ không phải chảy máu mình.
tiền đi lên cấp hồi máu cho anh kìa. Mỗi thằng này sắp chết. Đây, hàng xịn đây. Cộng 2 điểm trên chắc cho ông này đi. Rồi tí nữa mình đổi cái giáp sau. Hồi nãy là ai dư cái giáp đó? Đây, giáp này gửi cho thằng AD. Rồi mình có cái cỏ hồi máu vui nữa. Đây, cái cỏ này thì gửi cho em pháp sư. Bất ngờ chưa? Thực cộng được cái một điểm hồi sinh nè. Trừ một trao, cộng một máu. Cái giáp này cộng 6 feet 17 né tránh. Giáp thì mình tương đối là có đủ hay gì rồi ta. Mũ thì hơi ít. Mũ thì mình có cái mũ khá xịn. Nên lấy cái áo đi. Cái nhà này có ý nghĩa gì không? Trời, hồi máu phí quá, hồi nãy đi vô đây hả? Đây, bây giờ 50 tiền. 50 tiền, ok. Này nó có cái gì vậy ta? Thôi, test trí tuệ thì không test được rồi. Tất cả gom tiền về cho anh. Hỗ trợ có nhiêu tiền đưa hết đây. Thợ rèn không đồng. Đúng chỉ số hơn nè, cái này 81, cái này 83 là cầm cái này nó đúng chỉ số hơn cho ông này.
Đập con John thì được 80 tiền, nhưng mà phạt thi đơn giản đi thì 80 tiền thì khá là ngon á. Trừ một trao thì cũng khá là ngon luôn. Chiến binh nữ hoàng á, trừ một trao đi. Level 3 lần không ổn, level 3 thì đánh không nổi đâu. Cái áo rồi. Còn thiếu cái nón găng tay và nhẫn. Găng tay, nhẫn, găng tay, chưa có găng tay nào cả. Hỗ trợ chả có tiền luôn. Cho thằng AD nó đi mua. Bắt buộc phải lấy cái này. Không đủ tiền mua cái tổng trời. Bán một tiền. Nhìn AD của chúng ta nè, phèn không chịu được luôn. Ủa, thợ rèn ở đâu mà thợ rèn đứng ngoài á? Chắc đánh mấy con level 2 này tí đã. Tâm con chuột. Trời, con chuột nó đánh gì fit nó nhanh chứ gì. Ủa, con cắn cái hả? Trời, nó cắn cái 10 máu, 20 máu. Chết, nó cắn cái chết luôn á. Méo ổn rồi.
trời, một máu. Bút méo cầm thì nó lại đi chí mạng. Con này nãy quên qua bánh nữa. Hỗ trợ gì thôi thốt lên trời. Trời, nó dột đam vô đúng đứa một. Nó bắn phát dặn mất tiêu luôn, không biết nhiều đam luôn. Trời, con quỷ bên đây nó né, nó thiệt con game, nó khốn nạn. Kìa. Hụt hai phát. Nó như đùa thôi vậy á. Lũ đảng con game thiệt. Đấm mày luôn, cay cứu rồi. Có ai đây? Ai đang cầu cứu đây? Cái voi ở đâu góc trái dưới á. Rồi hụt mà chết, cụ rồi. Là bị nó đánh trước mấy phát thôi. Nguyên tan là gì đó? Trời ơi, con tiên này nó né dữ trời lắm. Nó né rồi nó còn bút tóc nữa. Nên mình phải đánh là chuẩn dữ lắm. Đau dữ nhau. Cái cuộn giấy thì chắc hợp cho pháp sư của chúng ta thôi. Nhưng mà pháp sư xua tan mây mù. Tìm được cái vỏ xe hàng bị thất lạc ở đây. Hồi nãy nghe tiếng ông nào kêu cứu ở dưới này hay gì á, nên cũng đi xuống thử thôi. Golem level 2 á. Đánh được. Ủa? Không. Lùi. Đến chỗ đó thì ông chiến binh cũng không có vô. Đó, đánh gì mới đánh được nè. Đồ đẹp này nó thủ rất là kinh luôn á. Hình như là nó không bị chảy máu đâu không ta? Ừ không luôn. Nó là golem mà sao chảy máu được?
Rồi cái ô phòng thủ nó để camera bên đó làm tôi chả nhìn thấy. Thanh niên hỗ trợ này nó đập lên bờ xuống ruộng luôn. Hụt 4 cái luôn thiệt. Nhân phẩm 79% hụt 4 lần. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì vậy? Khốn nạn golem. Trời, đánh con golem nó cho cái ghế gãy. Dùng đất của ta, lực của ta. Cái điểm này hình như là con này cao nhất, con pháp sư cao nhất. Cái điểm tài năng ta lần 71. Pháp sư cao nhất gì tí nữa để nó tự làm, tự lo. Trời 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 88%. Lũ đảng thiệt. Shaman Healer. Đi méo tới luôn, cũng méo về làng luôn, nhân phẩm thiệt á. Rồi bắt đầu quái nó mạnh lên này. Cái méo gì nó tấn công mình luôn đó hả? Hỗ trợ hết máu rồi. Ờ không, hai con này cũng tương đối mỏng. Nó đứng ngay cái ô này nè, sao ta? Phép thì đánh con trên, sát thương vật lưới thì vật lý thì sẽ đánh con dưới. Ừ, không đánh được nó. Học cũng được. Tí nữa đi xài. Mười máu phải không? Nó đánh lại à. 29 máu, đào quá đào rồi. Khóc. Quê quê. Nó bỏ ô này rồi.
Mình bị ướt nữa chứ. Bye bye. 8 tiền thì cho mà pháp sư làm đỡ cái mũ à. Cái mũ cho hỗ trợ cũng được, nhưng mà cái mũ hợp với mình hơn, hợp với pháp sư hơn. Tí nữa được cái mũ cho hỗ trợ sau. Cái nhà dở kim thực. Trong này ông muốn tìm mấy cái kiến trúc về khoa học thôi. Cái phòng nghiên cứu ông đã bị phá hủy rồi. Ok. Bọn đi luôn sợ cái gì? Năm né tránh, một phong cướp, hai chi tệ. Eo whip luôn. Bây giờ mở cái này lên, bên pháp sư sẽ gửi cho nó cái mũ. Nhẫn. Nhẫn thì chỉ có ông kia chưa có thôi. Tí nữa đưa lên, đem lên đưa cho ổng. Vũ khí thì tí bán hết. Cái mũ cùi hai này đưa cho pháp sư đi. Đấy. Có mua thì chưa có găng tay nữa. 40 tiền nên mua không ta? Mua đi. Uống đấu 4 thì đánh luôn. Bệnh gì cử? Bệnh gì mà cử với bạn đó? Bốn con yêu tinh đánh trước hả? Xong rồi tới em pháp sư. Mất tiêu luôn. Nàng tiên mà da đen nè, anh em thấy là phim của Disney chưa? Cái né tránh là cái méo gì?
chết rồi, nó bứt quá rồi. Rồi lại đánh cái là phá khiên nó. Trời ơi, đánh nục rồi còn né nữa. Để dùng cái điểm focus rồi đó, chứ bỏ đâu. Vừa đủ luôn. Phá lớp khiên của nó xong nó xịt hai cái cũng được. Mày dám đam ai vậy? Cái lúc không cần nó thì nó lại ra nhân phẩm đầy đủ lắm. Đây 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 đây. Được cái nón lá cũng được, nón lá rất là mạnh luôn. Hồi nãy là ông nào có cái mũ cùi nhất ta, thợ rèn phải không? Tí nữa gửi cái mũ cho ông thợ cửa được luôn nè. Rồi đi chặn đường rồi, ba con leo bà hai á, quất luôn. Mình đâu có kỹ gì bạn. Ủa, có con thằng mũ á? Thôi rồi bạn ơi. Trời, đánh hai cái bạn đi luôn rồi. Trời ơi, bạn tôi cúp người. 8 đồng tiền à. Được cái là kinh nghiệm. Và gít đa mày không liên quan, nhưng mà ít ra còn có cái mũ hơn là không. Cái này, cái hồ nước này là để mình dễ như là teleport đi đâu nhé. Chắc à, chạy hết điểm luôn đi. Được cái méo gì trời, trời được cái liều. Nhiệm vụ chính mình đánh cái chỗ độc đó, nhiệm vụ phụ mình là đấm thằng level 3 này. Chơi luôn. Ủa sao thiếu đứa rồi, thiếu đứa rồi. Bán đồn cái chỉ còn thiếu cái trang bị găng tay thôi.
thuốc này gửi hết cho hỗ trợ. Pháp sư hỗ trợ, bây giờ mình có 6 cái cỏ thuốc này rồi. Mà cái đồ gán này gửi cho pháp sư đi, tí nó bán shopping giùm mình. Máu thì cũng chưa mất nhiều, ok. Hỗ trợ mà chết thì sao ta, không ổn. Tốt nhất nên giữ lại cho mà pháp sư cái. Mình còn rất là nhiều cái liều luôn nha. Ủa, xếp game xếp sao chạy? Bây giờ pháp sư 73%, mình sẽ ép tool nó luôn, cho chắc ăn nó hơn mình một cấp lớn. Đó, 38 đâm. Thằng AD của mình là đúng yếu luôn, yếu cực kỳ yếu luôn. Không phải cuối rồi. Nó không chảy máu cũng không sao. Bây giờ combo chuẩn quá vậy. Không, không nhiều máu vậy đó. Đánh đổ thấm rồi, nó tới 10 thủ rồi. Chết luôn đi. 45 tiền pháp sư. 3 trên 3 vanity. Đây. Áo thì mình có áo ngon hết rồi. 2 magic dam. Tí chuyển cái áo cho em này. Chết rồi. Trời ơi, khô báo. Thôi, khô báo con khỉ á, ăn cứ coi. 78 máu, 10 kháng phép, 10 giáp. Thiệt luôn đó hả? Đã vậy còn không chảy máu nữa. Nhẹ thôi nha, cắn nhẹ thôi. Cắn nhẹ thôi. Bà nó. Nó cắn, kêu nó cắn nhẹ thôi, nó cắn cái 30 máu. Toàn là đâm đâu mục tiêu không à.
Nhưng mà nó hiệu ứng gây sốc nha. Sốc này là cái gì không nhớ nữa. Cái mũ này nó trừ 3 may mắn. Con hỗ trợ này thì đâu có cần điểm chí mạng nhiều đâu. Một focus, 5 né tránh. Một focus, một trí tuệ. Chín né tránh, ba kháng. Trời ơi, nãy giờ mới có trang bị gánh tem cho thằng cung thủ phế vật này. Tiểu như con cuốn chiếu luôn. Cái mũ thì thực sự là không nên, không có đứa nào đeo được cái mũ này cả. Mặc dù nó khá là ngon luôn. Thôi chắc phải cho ông thợ rèn đeo cái mũ. Cái áo này thì bây giờ thì cũng có hai magic down mà thực sự là không bao nhiêu cả. Cái cung này cúp được rồi đó. Vâng cho pháp sư đi. Để pháp sư về đặt shop. Còn một cái điểm trí tuệ này cực kỳ phế luôn mà. Trừ 3 may mắn thì chả sao. Nhưng mà ăn điểm là một cái focus này. Bốn bốn còn cái này 51 thì cái kia 8 cái này 6. Ba một một một. Cái áo rất là ngon luôn nhưng mà không ai xài được hết. Cái cây này là vũ khí một tay nha.
mình có thể cầm thêm cái khiên. Cái khiên hiện tại của mình chỉ có một giáp thôi. Đây, cái khiên này rất là ngon nè, 49 tiền. Vậy hình như là mình có đủ gì ngon hết trơn nè. Rồi không, hỗ trợ những gì cùi, pháp sư những gì cùi nè. Có mỗi thằng AD là có AD với thợ rèn là dày ổn thôi. Nên lấy cái giày này. Nhưng mà cái xiên này thì ngon hơn. Áo thì không cần nữa. Mũ thì cũng không. Sự fit mình vào cái 58 mà là luôn luôn đến cuối cùng đó. Không 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 không, đánh sao được mà đánh. Cần pháp sư còn có chấm máu à. Đưa hết cho thằng AD, để thằng AD. Ê Phan, đưa anh chi. Tí nữa mình cũng về mà. Cái này để sửa chữa trang bị hả? Găng tay thì 1, 2, còn thiếu hai cái găng tay. Đây, găng tay này ngon. Giờ đi ngủ giấc hồi máu đó. Chưa, đợi con kêu qua đã. Thiêu ghép chủ quán ngủ ở đây. Tiến ra đây. Con này phải đi ra lấy đồn cái nữa. Con mà pháp sư sẽ chuyển cái găng tay 10 điểm chí mạng cho thợ rèn. Thợ rèn trang bị cái găng tay vô rồi chúng ta bắt đầu đánh. Quốc liền. Chế tác chất độc thì trong đây đây. Chấm mã chục máu. Trời ơi.
các tôn con cuối cùng là thằng này. Gạt thằng này hoặc là thằng này, cung thủ thì khó lắm. Không đứa nào bị tôn luôn nha. Nó khùng quá, nó đi vô cái chỗ đó nó đỡ rồi. Thợ rèn của mình mất máu dữ vậy ta. Nó miễn với sốc, miễn nhiễm sốc. Còn thằng này vẫn bị. Snowball này là cái hiệu ứng đóng băng. Nhẹ thôi nha. Thế thằng này sáu là phải hoàn hảo bơ phép nó mới hạ được này mà thôi, không cần đâu. Thôi sao nó không chảy máu ta nè, nó có hiệu ứng chảy máu kìa. Đây, nó đi rồi, còn vô còn đủ rồi. 4 máu à, con này đến 14 đủ lắm. Thợ rèn của mình rất là trâu luôn. Nhẹ nhàng thôi. Cháy 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 cháy. Né nó đi, mày né nó đi. Mày né. Đừng đi qua, má nó. Ây da, cái sóc rất là ngon nha. Cái sóc này nó sẽ phá một cái chiêu thức của nó lại. Khi em hỗ trợ ra đi vậy, không có 9 điểm kháng phép đâu, không sao. Nhẹ thôi, hụt 2 cái à. Bây giờ sao bắn được cái con đó ta? Rồi xong rồi, rồi đi bản luôn rồi. Đừng. Hai nước hả? Hai độc á. Hai máu, không sao. Lại né nữa. Đánh nữa rồi. Cái mắt tôn này. Lên cấp hồi máu thì còn mỗi pháp sư với mà thợ rèn thôi. 100 tiền. Hỗ trợ cầm đi.
Boomerang này lấy vô điểm talent. Dễ vỡ nữa. Thôi thôi thôi. Khi đau hả? Được. Mất một điểm tốc độ, mất một điểm speed của mình. Lấy luôn. 26 này 158. Hai sáu thì tăng lên được 2 điểm cánh phép nhưng mà mất 2 đam. Hỗ trợ của mình bây giờ cũng có đam nữa nha, nó 25 đam nữa, không có bèo đâu. Nó đam cao hơn pháp sư của mình nữa nè. Nên không, 5-13 thì đánh mấy thằng này nó rớt đầu cùi không. Rồi mình đã cứu được em Gilead này rồi. Tôi tên là Ghidorah. Test được tay hả? Hỗ trợ của mình thì không có test cái đó. Ăn cứt. Ôi ôi. Mình ăn bớt hụt á là nó đánh trước mình rất là nhiều luôn nè. Bây giờ mình có thể cắt đuôi trừ con này ra thì mình có thể cắt đuôi được con Goblin hoặc là con Hope này. Ba đứa này, hai đứa này với ba đứa này trừ cái ông chiến binh thì mình sẽ mất sát thương nhật lý. Vậy là mình đánh vô con này. Hút ấy bán, hút ấy. Đủ đam, dư đam luôn á. Bây giờ em hỗ trợ là lên hương rồi, pháp sư thì xuống đáy xã hội rồi. Khí đầu tiên, cái vũ khí đầu tiên của mình mà dư đam luôn, dư 4 đam luôn. Bây giờ đến em là hỗ trợ của mình. Hai con này nó đều có kháng phép. Còn 4 máu. Trời chết ơi, bút đâm lên dữ vậy. Hiệu ứng gì vậy? Trời chảy máu hả? Thôi chết rồi, mình bỏ mất cái đồ ngưng chảy máu rồi. Rồi, rồi tưởng phải cúi dính nữa. Phải cúi dính nữa là đi luôn rồi đó. Bây giờ thì cứ nhẹ nhàng thôi. Người tiếp theo là bạn đó, bạn đừng có nhìn. Bạn đừng có nhìn ai hết. Đó. 52 thiền.
mấy cái vũ khí này hai tay cho nè, điểm ta lành nữa. Nên mở không ta? Máu thợ rèn lết máu nhất, mở luôn. Sợ cho con Mimit nữa thôi, thấy không, đúng là cái nhân phẩm này. 78 máu thì không sao, cho nó cắn cái thôi, cắn thợ rèn á, cắn pháp sư cũng được nữa. Thôi lựu đạn 4 máu. Thầy cắn 36 đàm nào, 28 đàm nào. Khi đũa phép này thì có thể bút đam cho nguyên một bài ti luôn, có thể gây chảy máu 0 đến 16, 0 đến 8 đam lan, 3 hộp ngon đó, thay cho cây băng này cũng được. Đây là cái mà đường gành của cái biên giới gì đó, theo vào ba hả? Pháp sư của mình máu ít quá, nhưng mà vẫn bị cuốn vào cái cuộc chiến này, nên tranh thủ gạt nó trong mấy tuần đầu thôi. Bớt nó thì thường không có tiền. Test sức khỏe thì không test được đâu. Nhiều điểm vô nghe. Một bài tập gì đây, cây kiếm, cây kiếm lại kiếm cùi nữa, trời phí thời gian. Đấm nhau thôi.
trời ơi. Học bốn cái. Mấy con người xương này thì nó đâu có chảy máu đâu. Cái bút bạc ti này. Trời bút thục nữa, đủ đảng đó. Đau nha. Đánh đau dữ thiệt á. Tám 2% mà nó cứ kiểu này là sao đó. Đó phải gì chứ. Nhìn mà học nè. Bắn cái dính dách luôn không? Đó. Khí thế hùng vĩ lên. Cho mày đánh luôn á. Trời bắn bắn hụt nữa kìa. Ê ê ê. Tụ đạn nó chí mạng nó chứ. Không có đánh hỗ trợ không sao. Hỗ trợ thì tí hồi máu à. Rồi đi luôn này. Trời ơi. Bút lên cái là khủng khiếp. Ngon. Mười né tránh thì hợp nhất cho thằng AD này. Nhưng mà thôi. Hỗ trợ đi. Kỳ nỏ 5-12 nhưng mà một phát. Không. Chê. Bắt đầu tôi thấy có mùi nữa rồi đó. Trời hên hên hên. Đến đầu quái sổ ra nữa là ngồi dậy luôn. Không đến 20, không đến 28. Nhưng mà nó cộng 3 giáp. Trong khi cái này 3 né tránh. Nhưng vẫn tới 5 điểm lận. Không, biên động đam nó chênh lệch quá. Không.
một ép hay. Bây giờ thương nhân của mình đã update rồi. Gần 3 tiếng rồi hả ta? Cái cống ngầm này bị bỏ hoang rồi. Nhiệm vụ là tìm cách đào thoát xuyên qua cái cống ngầm này. Nhanh đi, lính canh nó tới bây giờ. Điền trên đi, không điền dưới đâu. Điền trên cảm thấy có ngôi làng à. Tạo gàng này thì test được cái điểm này á. Nào. Cái nấm này dễ đọc thôi. Ngã đê giờ đi tôi có nhiều đó. Nó từng là cái thằng đi nhanh nhất đó. Ủa đây có cái gì nữa đây? Test tầm nhìn. Pháp sư không test tầm nhìn. Ăn cứt luôn, ông hỗ trợ đi được hai ôm. Bị gom tiền vô mua đồ nè. Rồi vô coi đồ trước cái đó. Chỉ là cái tổng thôi. Cây cung. Cây cung này nó hơn cây cung của mình chỉ có là một điểm. Một đam. Nhưng mà nó mất một feet. Chê. Cây gậy phép 31. Gậy dưới thì cây sóc đưa mục tiêu thôi. Hai cây gậy đều như nhau, đồ khá là cùi luôn. Cái áo xịn nè. Cái áo cộng có nhiều chỉ số luôn, cộng luôn né tránh nữa. Còn lại đồ cùi không à. Bây giờ thì vật giá nó leo thang này. Nên buồn cái lúc vít. Cái lọ này thì cũng được. Ghi đớt một chao hả? Chao mình thì chả có cái nào cả. Mới nãy ghi đớt một cái rồi. Nó cho ba cái đồ thá lạnh. 80 vàng thì bây giờ vẫn không ngon nghẻ gì. Làm sao biết bao nhiêu ép nữa mình lên cấp. À đây, 70 F nữa mới lên cấp. Nó có 40 F. Lấy cái nhẫn. Mình chỉ cần chuyển gói hàng ở đây là xong. Rất đơn giản luôn. Chuyển lá thư rồi đó. Máu đầu vô đó.
không? Ủa chỗ này đi qua đường nữa à? Miễn nhiễm chất độc và miễn nhiễm cái lời nguyền. Đấy luôn. Trời nghe nó ghen rồi. Sủi luôn. Level 4 mới vô đó hả? Khó nha. Chờ buổi tối thì chờ đêm nó mới mở cửa. Level 3 mình đánh nổi level 4 đó. Thanh niên hỗ trợ này ơi. Có 100 tiền, kệ đi lại gần gần đi. Có gì tối chuyển tiền cho pháp sư. Điên AD có 3 tiền à. Pháp sư có tiền này. Test tầm nhìn á, test tầm nhìn thì chỉ có AD thôi. Này level 4 đánh coi thử nó làm sao cái đó. Cù bắp con mình đó. Chết luôn rồi. Trời nó né thiệt. Cái chỉ số né đúng não mau luôn á. Không có gì để chọn. Làm gì còn độc nào cho người đâu. Tiền thì chuyển đi sạch cái trên này. Trộm đúng nhà nghèo luôn, tội nghiệp nhỏ. Năm mươi hai tiền. Tính ra thì cái này nó vẫn ngon hơn á. Cái này thì được cái xiên giáp thôi, không có xiên, không có đao mục tiêu. Nhưng mà nó dễ trúng hơn, nó chỉ có hai cái não à. Hai điểm trí tuệ. Nhưng mà đao thì lại thấp quá. Đao thấp lắm rồi không ổn đâu. Có cái chiêu 0 đến 14 nữa. Năm hộp là 0 đến 26. Nó có thể gây sốc. Cái chỉ số sốc rất là ngon nha. Trừ 25 chính xác. Trừ 20 chính xác. Chừng nào trời mới tối vậy? Hình như cái này là ngày đêm nào phải không?
Mình ở đây đi tới đêm rồi mình vô. Qua đây coi có gì không. Trời, 4 đánh 1 thì sợ cái gì. Bỉnh gì mà cứng nữa. Có mỗi con lăng quăng này à. Con lăng quăng này nó cắn gây độc nha. Một tiền đúng đi giữa đường gặp gắn thôi chứ cũng may là không sao. Nếu xìu chỗ đó di chuyển vào chỗ này hả? Thôi về thôi, biết nào chờ cái tối đâu. Đi thôi, không cần giờ anh chờ đêm đâu. Đến xong vụ này tôi nghỉ. Bây giờ đánh trước nữa chứ. Phải đau mày không sao. Trời đánh đau dữ vậy đó. Thợ rèn của mình là thủ rất là cao đó nha. Nên nó bị sốc á, nên nó đánh mình mới hụt á. Nãy quên để pháp sư đi qua ngô rồi. Chết rồi, nó làm cái gì vậy? Đánh một phản một. Trời ơi, hụt không? Kẹt con nhện mới được. Để nhận nguy hiểm lắm. Giờ đủ đau. Mấy con quỷ mà đến nó né khủng khiếp luôn. Nó không bị chảy máu. Kẹt con goblin đi. Hụt cái hụt cũng đỡ. Nó vẫn còn bị sốc. Nó miễn rất là nhiều thứ nha, nhưng mà nó vẫn bị sốc. Mười máu đến ba lần. Yeah.
Bây giờ không sóc ta. Trời ơi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Thôi nó bị sốc, nó mất cái chiều đầu á. Nên cái sốc này rất là ngon, là không có bỏ ra được. Rồi bị sốc tiếp rồi, không sao, tuần sau nó chết rồi. Tăng vĩnh viễn cái chỉ số kháng phép của mình 6, 5, 4, 11, 8, 14. Phòng kế đánh luôn đi, không cần hồi máu rồi. Bắn mấy con này mà hụt một phát là coi như hụt luôn á. Hụt, bị sốc rồi, đó. Nó néo hoài luôn thiệt. Thở gàng mình chưa đứng đánh được cái nào, muốn chết rồi. Mà bút bạ là cái nó đánh thằng này. Má nó. Xài hay focus luôn cho nó chắc. Ăn chắc mặt bền. Gán rồi, tụi nó gán rồi. Bắn thợ gàng có một đao mà. Trời ơi, còn gán đánh hụt cái nữa, 90%. Con game mày đúng nhân phẩm, đánh đến tết luôn. À, đánh mấy thằng này thì lại trúng hết. Mày nhúng mày nhảy. Mày thì hụt.
29 máu thì thấp quá, không ổn cho lắm. Rồi đi thôi. Đây đây, đâu trong đinh gần mà nó ngồi nó bán thuốc chứng queo vậy. Cái tẩu này thì chỉ mới có cái tẩu thông thường thôi. Ủa cái đẩu rồi. Ơ à, cái tẩu nó đưa cho hỗ trợ, chỉ có hỗ trợ là xài tẩu thôi. Bán cái cũ đi, bán cái giày cũ đi luôn. Cây này, cây đó giữ tạm thời đi. Ủa nó không bán máu hả ta? Nó có bảo vệ nhóm luôn nè, nó lại thêm cái chiêu ẩm ướt cực nặng nữa. Đóng băng thì cái hiệu ứng nó không ngon, sét thì nó vẫn ngon hơn, nhưng mà đam nó chênh lệch rất là nhiều. Đổi qua cây sét này thì giảm đam nhưng mà hiệu ứng nó boost rất nhiều luôn. Lúc đó thì mình lại thiếu đam vật lý. Cái này cũng được nha. Mình có 400 tiền nè, nên mình có thể mua được cái găng tay này. Bây giờ thêm một cái nữa là mày gửi cho hỗ trợ đi. Bây giờ cái cây diều này nó mạnh hơn rất là nhiều luôn, nó lại có khiêu diện rộng nữa. Được, mua cây diều rồi được. Còn cái gãy phép thì trăm tiền mua cây gậy phép nữa là hết tiền luôn, nên mà nên mua không ta?
Bỉ sóc là đơn đam, còn cái này thì nghệ thủy thôi. Bỉ ước phải đi dưới băng, ước là nó chỉ lan đam hay gì á. Còn cái này là support nè, KV nè. Từ cái đánh phát nào cũng 85% chính xác á. Cái điều đam yếu quá. Chắc lấy cái này dẫn nó lên đam. Chúng ta tiếp tục hai phòng nữa mới tới cái phòng boss. Phòng này vẫn là cái event. Phá 7 thì 83%. Để đi dính độc cái là nó chụp máu hoài luôn á, nguy hiểm lắm. Nên xài 2 điểm focus luôn đi. Hồi 3 điểm focus. Đưa cái thủ qua cho pháp sư mượn luôn. Pháp sư đeo cái thủ vô. Xong rồi mới cắn thuốc. Rồi mới đưa lại cái thủ ra cho mà con chợ. Con chờ mới cầm cái tẩu vô. Cũng được 26. Đi tiếp thôi. Đó. Chưa chưa còn phần nữa mới boss. Phần này dưới đầu quái thôi. Em này đẹp quá vậy. Em phù thủy sao em lại đi theo tụi nó. Có nên chó con phù thủy chứ không ta. Nó làm gì vậy? Rồi nó cắn nó hồi máu không sao. Có 8 máu thôi. Tại sao của mình mấy chục máu rồi. Ừ, không qua đây được á. Nó bị gión mà vẫn đỡ được. Ừ, cái đoạn này là cái đoạn gì? Ủa đang tu năm khởi gàng mà. Bùi điểm kháng phép chống mới được.
Đau gì? Bị cháy không ta? Bị hướng phỏng không? Không. Hụt cái cuối trời, đầm nó hụt luôn, thiệt á. Bây giờ bị phỏng rồi nè. Chết con ma luôn đi. Thôi thôi hên né được. Nó bị sốc rồi. Chắc ăn. Tại con quỷ đó nó né dữ lắm. Này kháng phép rất cao nha. mười bảy máu thì ba đứa này đánh nó chết rồi. Này là gì? Tin đưa vào là sao? À, cắm trại. Nên không ta? Chỉ mình ổng mất máu thôi, cũng không cần cắm trại cho lắm. Rồi đi thôi. Đánh chùm, đánh xong chùm này nghỉ, gần 3 tiếng này. Bây giờ phá cửa thì thanh niên này phá được thôi. Ủa không tăng ép ra ta? Phải cộng 30 ép chứ. Ôi ôi! Cái khô báo này tôi thấy nghi nghi á. Trời ơi, tính đâu nhảy rồi con Mimic. Đồ cùi không à. 94 là thủ rất ngon nha. Nhưng mà mất 3 điểm 2 cái đều luôn. Tăng cái chỉ số này thì nó cũng vô dụng thôi. Tăng này nó lên tỷ lệ. Bot lên quái. Cái con quỷ này nó gây độc rất là kinh nè.
Trời ơi, đánh được hai cái à. Chảy máu thì nó cũng không chảy máu. Chết rồi, tới giao công nó đánh rồi. Con giao công ấy đánh rất là khốn nạn luôn nha. Trời, hụt hết trơn nè. Thì nhẹo thôi nghe giao câu ơi, chẳng nó đánh cái ba lần luôn, không hên không dính độc. Chim khúc bây giờ đánh gấp lên này. Cái đó là cái gì đó? Không mất máu nhiều cho mấy, chỉ có mỗi hỗ trợ là tụt tí máu thôi, tí hỗ trợ gắn thuốc thoải mái luôn. Xong tuần này mình cắn còn cái cuối là không biết cái gì nè, có khả năng là quái nó giao. Cái gì ta, rồi nó bút bảo vệ, bút bảo vệ không sao, mình xài cái kêu ao eo phá được. Đây còn gấp liền ở dưới rồi. Mười bảy máu khiếp nhau. Chết rồi, đánh con bên đây mới đúng. Mày né nè, lúc không cần chí mạng thì nó lại ra chí mạng. Vô đây chắc đủ rồi. Trời ơi, nó né má. Cây cú. Con này nó cái dư đâm xuyên giáp nên nó đâm mình rất là đau luôn. Chưa phá được cái khiên nữa nè.
cúc luôn đó. Bây giờ AD mới gọi là AD mà không có như nãy nữa. Ba chín hai ba hả? Mình mất 8% chí mạng và 9% ép, nhưng mà mình trâu hơn rất là nhiều, cũng có thêm 3 điểm trí tuệ nữa. Đây. Mất 8 gate mà mất cái kill support gun. Nó chỉ có 4 con mắt thôi. Cái biên độ đam nó nhiều lắm, nó có thể là không đam nữa rồi. Không đến 20 mà 4 con mắt á, tức là anh em cast được 1 con mắt thì nó sẽ lên 5 đam. Cast được 4 con mắt thì đủ 20 đam. Còn những cây cung bên đây 7-17 á, anh em cast một cái á, một con mắt á, thì nó dao động trong biên độ 10 là nó trên khoảng 3 đam á. Tức là một con mắt là anh em có 3 đam. Hai con mắt thì 3 đam cộng với 7 nữa là 10 á. Hai con mắt thì anh em có 14 đam. Thì 4 con mắt anh em có 17 đam đủ. Nên cái biên độ của cái bên trái thì nó rất là nhiều. Ngoài ra mất 8% mà cơ hội chí mạng, mất cái kill support gun đó. Lấy con đi lỡ rồi. Đi đến đây nó cho đồ cũng lấy không lấy. Máu thì đầy hết do mà thời gian của mình mất máu nhiều nhưng mà mới lên gấp. Cái gương á, mỗi lần tôi thấy gương là tôi thấy nghi nghi rồi. Chơi con game này nó toàn test nhân phẩm không, nhưng mà gương này đẹp lắm, chắc không phải quái đâu. Ngon hơn nào, nhưng mà nó thuộc dạng dễ bở nha. Đánh hụt cái là nó vỡ luôn á. Nhưng mà cứ xài thôi. Bây giờ đi ra hay là lên tầng 3 đây? Xong, đi qua cái vùng đất mới rồi. Coi, hôm nay ngừng lại đây thôi. Game này rất là cuốn nha. Chơi rồi cái là không dám nghỉ nữa. Thành tựu mới. Bây giờ đã update thêm khá nhiều thứ. Sắp tới mình phải lo cái này. Vua có băng cướp đây. Mình cần phải tìm một cái địa thờ này ở trong cái khu đầm lầy. Nhiệm vụ phụ á, bên cạnh cái nhiệm vụ đó là trả giá cho cái bọn này. Đây. Thì một điều nữa là sẽ ghé chỗ này. Mới vô gặp level 5 rồi. Rồi thôi, hôm nay ngừng ở đây thôi. Game này hơi bị cuốn, nên để dành 11 chơi tiếp. Ca này hơn 3 tiếng rồi. Lâu dưới rồi mới có chơi game nhiều như thế này á. Chống ra mặt. Hiện tại chúng ta đã mở được cái nhà giả kim bằng 16 cuốn loa này. Nhân vật mới chúng ta. No. Cái này thì trang phục cái gì thôi. Trang phục hay là cái loại thuốc hay là tăng chất lượng thuốc. Còn cái này là trang bị. Hiện tại cũng chỉ mới đồ trắng thôi, chả có gì. Mấy cái loa này mở là hơi bị lâu. Cái này là con bít tích là trang phục nè. Còn cái này là khiên nhân vật á. Cái này là những cái thương gia mình gặp trong trò chơi thôi.
Quan trọng nhất vẫn là cái này, chúng ta còn 5 nhân vật đó. Ok, bye bye anh em. For the King mà đi phần 1 phải đi đến King, phần 2 đi đến Gwen.